các bạn, trước nhất cô muốn chia sẻ các bạn hiểu rõ cái tên của nó có nghĩa là gì. Bio là sinh học, còn adapti là thích ứng, còn botanical là thực vật. Thì nói tóm lại nó được gọi là thực vật thích ứng sinh học các bạn, và nó liên hệ tới các cái thành phần mà trong cái sản phẩm mình sắp sử dụng. Và hiện giờ nó là một cái tiếng vang lớn trong cái việc chăm sóc da hiện đại các bạn. Bioadaptive Botanical Nutritional đó là nó có 5 cái thành phần chính, tất cả các sản phẩm đó đều có 5 thành phần chính này, và mỗi sản phẩm nó lại có riêng thêm những thành phần khác. Cái đó là cái mà cô giật mình, tức là mỗi một cái chai sản phẩm các bạn cầm trong tay để dùng á, nó đều có 5 cái thành phần chính này cộng với một cho tới 5 thứ khác nhau tùy theo cái công dụng mà công ty muốn cái chai sản phẩm đó cung cấp cho da mặt của mình. Cái đó là cái quý và cái đó là cái không ngờ tại sao công ty có thể làm được chuyện này mà với một cái giá thành quá thấp như vậy các bạn nhé. Đó là bioadaptive nutritional ha. Thì nó giúp bảo vệ và cân bằng làn da của mình vào ban ngày, trong khi tối ưu hóa quá trình sửa chữa tự nhiên của nó trong ban đêm. Không? Thì điều này rất là tuyệt vời các bạn. Và hơn nữa đó là nó có thể làm dịu cái làn da mệt mỏi, hoạt động quá mức, phục hồi vẻ ngoài xỉn màu bằng cách xây dựng một cái làn da tươi sáng rạng rỡ, cho làn da trông khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Và thực sự thú thật với các bạn đó, mình dùng cái bộ sản phẩm này 2 tháng nay và rất nhiều người nói là da mình tự nhiên dạo này sao sáng ra và mịn ra. Thì mình nghĩ đó là kết quả của cái bộ này đó các bạn. Cái bộ sản phẩm này đó, khi bạn dùng đó, không những nó hỗ trợ mà nó còn cân bằng và nó phòng thủ những thích ứng cho cái da mặt của mình. Là tại vì mình muốn cái da mặt của mình phát triển chứ không phải chỉ tồn tại thôi các bạn nhé. Thì cái đó là cái câu mà các bạn nên ghi nhớ về cái chức năng của cái bộ sản phẩm này toàn diện. Rồi bây giờ mình nói một trong ba sản phẩm nhé. Thì cái sản phẩm đầu tiên là cho cái, nó gọi là Clear and Balance, ok. Thì nó cho da nhờn và da mụn. Mình là da hỗn hợp nhưng mà mình nghĩ cũng dùng được luôn các bạn. Thì khi đọc sâu vô thì sẽ thấy nhá. Đây là cái chai, cái tên của nó là To Be Clear Pure Cleansing Gel. Thì clear là rõ ràng và pure là trong sạch tinh khiết, các bạn thấy rồi, thì rõ ràng là cho da dầu ha. Thì nó loại bỏ triệt để bụi bẩn nè, dầu nè, tạp chất nè, lớp trang điểm mà bít lỗ chân lông mà làm cho da mình sạch hơn nhưng mà không làm mất đi độ ẩm của mình nhá. Là tại vì và kết quả là mang lại cái mềm mại mịn màng tươi trẻ và để mà cho mình sẵn sàng bước theo cái những cái bước kế tiếp trong cái da của mình, săn sóc da của mình nhá. Cái chai này mình rất là đắc ý các bạn, là tại vì những cái thành phần mà các bạn thấy ở đây nha, là ngoại trừ mình để cái phần trên cho các bạn thấy là nó có 5 cái chất chính trên ha, mà nó lại còn có thêm cái axit amin không, rồi nó còn có thêm cái chất dưỡng ẩm, các cái chất dưỡng ẩm và dưỡng cho da mình như là glycerin, propionyl acid hyaluronic. Bạn nào mà làm về da thì nghe cái tên acid hyaluronic và trehalo là các bạn giật mình rồi nhá. Thì đó là hai cái thành phần rất là thông dụng mà giữ ẩm và phục hồi da rất là tuyệt vời trong cái kỹ nghệ làm da của mình, phục vụ da của mình nhá. Urea và serin tất cả đều là những cái chất mà giúp dưỡng da và phục hồi độ ẩm rất là tuyệt vời cho da. Thì đó, thì chỉ cần cái chai này không, đó là các bạn thấy 5 cộng 5 acid amin là 6 cộng với lại 7, 8, 9, 10, 11 chất trong cái lọ này các bạn. Nó là To Be Clear Cleansing Gel cho da nhờn. Nhưng mà đồng thời mình da hỗn hợp mình có thể dùng được luôn các bạn nhé. Rồi, thì cái kế là cái Brighter Day Exfoliant Scrub nhá. Thì cái công dụng của nó là như vậy: bảo vệ làn da trước tác dụng ô nhiễm và các gốc tự do có hại bằng cách là nó bong tróc các tế bào da chết của mình và giảm số lượng của các hạt ô nhiễm ở trên da của mình. Ok, thì cái thành phần của nó là, tại vì sao nó có hạt lựu các bạn thấy chưa, nó vẫn có 5 thành phần chính ở trên, cộng thêm nó có cái hạt, cái enzyme tức là chất men của cái trái lựu á, phá vỡ cái chất keo để giữ cho cái giữ tế bào da chết trên mặt da, tức là nó phá vỡ cái chất keo mà làm tế bào da chết dính vô mặt mình á, thì tức là nó tẩy da bằng cách đó đó các bạn nhá, là nhờ cái chất men của trái lựu. Và ngoài ra nó có một cái hợp chất nó gọi là khoáng chất tẩy tế bào chết tự nhiên, nó cũng bằng thực vật nhưng mà dịch ra tiếng Việt nó là như vậy các bạn, thì nó có ở trong cái thành phần này nữa. Và ngoài ra nó còn là có cái aloe vera là lô hội, thì nó loại bỏ các cái yếu tố tắc nghẽn lỗ chân lông và mang lại cho mình một cái làn da mịn màng và sáng nhá. Thì cái cách làm của cái này mình phải để ra đây tại vì nó hơi khác biệt một tí. Cách sử dụng là massage trong 30 giây và sau đó là mình sử dụng 2 lần mỗi tuần hoặc là khi nào cần thiết nhá. Và nó được bào chế để phù hợp với mọi loại da chứ không phải chỉ có da nhờn thôi các bạn nhé. Rồi,
Bây giờ cái kế tiếp đó là cái này cũng là một cái mình rất là thích luôn là exfoliating toner. À, tại vì cái thành phần của nó các bạn, nó cho da mụn và các loại da khác ngoại trừ da khô. Cái đó là mình nhấn mạnh ở đây. Thì mình có thể cách sử dụng như vậy, các bạn xem sơ ha. Rồi nhưng mà ở đây là cái mà công ty khuyên là khi mình dùng cái exfoliating toner này đó, lẽ nhiên dùng cho tất cả loại da, da mụn, da hỗn hợp như mình, ngoại trừ da khô. Thì do đó mình phải sử dụng kem chống nắng phổ rộng là SPF 30 trở lên khi sản phẩm này, là tại vì cái thành phần của nó sau đây các bạn. Nó có, trong cái chai exfoliating này đó, nó có 5 thành phần chính trên, nhưng mà nó có 3 cái loại acid hydroxy là alpha, beta và poly hydroxy acid. Và công dụng của 3 cái loại acid đó, nếu bạn nào làm về esthetician cũng hiểu luôn nhá, là thấy là mê liền, là tại vì nó làm cho da mình mịn màng, mềm mại, khỏe và sáng lên ra hơn rõ rệt. Và mình nói nôm na luôn là nó làm cho giảm nám và đồi mồi đó các bạn nhá, theo như kiến thức sẵn có của mình. Rồi cái salicylic là cái chất mà nó làm hết mụn, mụn đầu, mụn mũ, mụn gì, tại vì nó là thành phần của cái sản phẩm trị mụn ngoài kia các bạn, ở trong bộ collection, cái chai mà chấm mụn á, cái chai blemish của Epic Blemish là thành phần là salicylic acid, chỉ có vậy thôi mà nó trị mụn một cách tuyệt vời nhá. Thành ra nó không những nó trị mụn mũ, mụn gì nó cũng trị được hết nhá. Và không những vậy, nó ngăn ngừa luôn cái hình thành của các cái vết thâm mụn nữa nhá. Thì cái đó là lý do tại sao mình dùng cái này hàng ngày thường xuyên, da mình sẽ sạch sẽ, trong trẻo và rạng rỡ là vì vậy các bạn nhá. Thì cái đó là cái mà cái đây là một cái toner trong cái bộ này đó. Thì New Skin chỉ có 2 cái toner thôi, là Here You Glow với lại cái kia là pH Balance. Thì cái này là cái mình mê, cái kia cũng tốt lắm nha các bạn. Rồi thì cái kế tiếp sau khi mình dùng, mình đi theo thứ tự cách dùng trong da luôn đó. Thì sau khi mình toner xong, thì rửa mặt sạch xong thì mình toner, rồi sau đó mình dùng cái này các bạn nhé. Rửa mặt sạch rồi toner rồi serum, rồi sau đó mới dùng cái này ha. Thì là nó giúp, cái này là SPF 35 và nó bảo vệ, ngăn ngừa tác hại của ánh sáng xanh và tiếp xúc với tia hồng ngoại, bao gồm cả bảo vệ mình chống lại cái sự đổi màu, xỉn màu và lão hóa sớm nữa nhá. Thì có thể đi lâu mình có thể được cái chống lão hóa nhẹ đó các bạn nhá. Và nó, cái kết quả là nó vẫn là mang lại một cái làn da sáng hồng và làm đều màu da và giúp cho da mình rạng rỡ. Thì có nghĩa là sao? Nó cũng làm cho giảm tàn nhang một phần nào, giảm đồi mồi phần nào nhá. Rồi thì cái, tại vì cái thành phần của nó là các bạn, thành phần của nó là 5 cái chất trên, 5 cái chất chính trên cộng với cái tác dụng mà nó chống được cái sự oxy hóa của ánh sáng xanh và tia hồng ngoại, là tại vì cái chất carnosine của và chất bí ngô và chất dầu purity, và cái cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa để ngăn ngừa tác hại rõ ràng của ánh sáng xanh và tia hồng ngoại làm cho mình bị đổi màu và xỉn màu da đó. Thì cái ba cái chất đó nó giúp như vậy. Còn cái này mới là đáng mê nè các bạn, chiết xuất rễ gừng nó cũng nằm ở trong này. Và tác dụng của gừng á là phục hồi, giúp cho phục hồi của da và thúc đẩy độ sáng và giúp cho da mình đều. Thành ra lại một lần nữa nó làm cho da mình đều và giảm đi cái sự đổi mồi và tàn nhang là vì vậy các bạn nha. À, nám thì đây là cái bộ này có thể nói cũng chống nám luôn. Tí nào các bạn nhìn từng thành phần một và sử dụng customize với da mặt của mình các bạn. Thành ra mình có hết tất cả 14 chai này, tại vì mình mê hết 14 chai, tùy theo cái tác dụng của nó mà da mặt mình cần. Mà da mặt mình chia sẻ đây là các bạn mà là da mặt mình là già và hỗn hợp, tức là nhờn với lại khô, mà mình có hết 14 chai tại vì những cái thành phần của nó nhé. Rồi thì cái cuối cùng là mình dùng ban đêm, là nếu mà mình muốn còn dùng ban ngày cũng được các bạn nhé. Thì nó cung cấp ngay lập tức cái độ ẩm trong và giữ ẩm liên tiếp trong 24 giờ. Cái do đó cái tên của nó Thirst là khát nước, Fix là sửa chữa lại, Hydrating là giữ nước cho mình. Cái tên của nó cũng, cái nghĩa của nó là như vậy. Tại vì nó cấp nước nhanh chóng và làm tươi mới làn da của mình ha. Và nó giữ nước cho mình, rồi làm dịu da và cân bằng cái lượng bã nhờn dư thừa do mệt mỏi, căng thẳng và ô nhiễm các bạn nhé. Ok, và trong cái này nó là cái gì các bạn? Nó là 5 cái thành phần trên cộng với chiết xuất cây rau mèo. Thì nó là Catwick Sticker. Thì nó có công dụng của nó là làm dịu da và cân bằng cái lượng bã nhờn do căng thẳng. Và do đó nó làm cho da mình sáng, khỏe ra và không bóng nhờn. Thành ra các bạn nghe lặp đi lặp lại là những cái sản phẩm trong cái
cái bộ nutritional này đó, bioadaptin đó các bạn, nó làm cho sáng da ra, thành ra và mịn màng da ra và giữ độ ẩm cho mình, do đó cái da mình trẻ ra lâu hơn và da mình sáng hơn và bớt nám, bớt đổi mồi là vậy. Cái đó là bệnh chính của da mình các bạn, thành ra mình chia sẻ ở đây là vậy. Rồi cái bộ kế tiếp là hydration kit, là cho da khô chín ra là như vậy nhá. Thì cái chai mà rửa mặt thì nó là Hydra Clean Creamy Cleansing Lotion, và nó có tác dụng là dưỡng ẩm, làm sạch, làm dịu, thoải mái và làm mềm da, và nó hỗ trợ giúp duy trì cái hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Rồi ngoài ra nó còn bỏ bụi bẩn, dầu và các lớp trang điểm một cách nhẹ nhàng và thúc đẩy cho mình, làn da của mình sống động, khỏe mạnh, tươi trẻ, tái tạo, thì lẽ nhiên giúp cho da mình mịn màng. Cái đó là luôn luôn là cái bước cuối cùng của những cái sản phẩm của công ty, của cái dòng sản phẩm này các bạn nha. Thì cái cách dùng mình để ở dưới ha. Rồi thì khi mình đọc mình thấy nó đề cho da khô thì mình để lên vậy thôi, còn cái này mình vậy, mình là da da hỗn hợp mình vẫn dùng như thường. Vâng, thì đây là cái thành phần của nó là các bạn, rất là tốt luôn. Năm cái chất trên cộng với cái soothing blend là chiết xuất của cây ngải cứu nè, cam thảo nè và tảo, tảo là rong đó các bạn, ha, seaweed, và giúp, do đó nó giúp làm dịu và thoải mái làn da mỏng manh của mình. Và ngoài ra nó còn có cái dầu hạt của mấy đồ phơm, là cái hạt của cái hoa đó đó các bạn, và dưỡng ẩm và làm mềm da cho mình nhá. Rồi cái tiếp là cái toner. Thì cái Inbalance pH toner này á, là nó dùng cho da khô và da hỗn hợp, nó chỉ có không có dùng cho da mụn thôi các bạn nhá, và da nhờn thì không dùng được. Cái bộ này nó chỉ có hai cái toner thôi, thì đây là toner dùng cho da khô và da hỗn hợp nhá. Thì nó thúc đẩy cái làn da được tinh tế, tươi mới, mịn màng, rạng rỡ, và cái cân bằng cái độ pH của da rất là quan trọng các bạn nhá. Tại vì mình luôn luôn mình rửa mặt xong mình phải có cái toner để cái pH mình nó được thăng bằng trở lại, tại vì cái nước của mình, nước mình rửa mặt chưa chắc cái pH đã đúng cho da mặt của mình. Thành ra trước khi mình cho cái serum hay là cho cái lotion ban ngày vô mặt mình á, thì cái da mình cái pH phải thăng bằng cái đã, thì cái thẩm thấu nó tốt hơn, và cái hiệu quả mà giúp cho cái da mặt của cái chai serum nó cũng được tốt hơn, nó được hỗ trợ tốt hơn. Thành ra luôn luôn phải dùng toner các bạn nhá. Rồi thì đây là cái mà thành phần bên trong nó là các bạn, thì nó có wheat hazel làm giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông, và cái này là cái mình cũng thích, là tại vì lỗ chân lông mình lớn nhá. Thì ngoài ra nó còn thêm đến 1, 2, 3, 4, tức là nó còn thêm 5 thứ ngoài 5 thứ chính. Thành ra cái chai này không, nó có 10 chất ở trong đó các bạn, mà giá thành là như vậy, chịu nổi không? Công ty mình quá 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 dễ thương luôn nhá. Thì cái lactobacillus là danh từ khoa học của phòng xét nghiệm các bạn, thì nó là một cái loại vi trùng, nó tên của nó là như vậy, nhưng mà được ferment, tức là nó được ferment, trời ơi tiếng Việt Nam quên rồi, ferment là cũng như là da ua mà ferment lên đó các bạn, ok quên rồi. Còn lô hội là aloe vera ha, rồi cái sodium PCA và sodium hyaluronate, đó là những cái hợp chất mà giúp cho cái củng cố cái hàng rào độ ẩm tự nhiên của mình, và do đó cái da của mình luôn luôn được tươi mới và trông đẹp nhất nhá. Rồi cái này là cái mà serum mà ai cũng cần phải có, và hợp cho đủ mọi loại da các bạn ha. Thì là tại vì nó có một nó là một cái loại serum mà nó thẩm thấu nhanh, là tại vì nó nhờ cái Hydra Flex Blend mà rất là thông minh để làm mới và dưỡng ẩm mà không có bị nặng nha các bạn ha. Và nó bổ sung cho quá trình sửa chữa da vào ban đêm của mình, để có một làn da mềm mại, trẻ trung, rạng rỡ, rõ rệt các bạn nha. Cái chữ rạng rỡ là luôn luôn là cô mê cho những da nám đồi mồi, cái này sẽ hỗ trợ các bạn. Lẽ dĩ nhiên nó làm luôn là bảo vệ và tăng khả năng phục hồi, chống lại tác hại căng thẳng, ô nhiễm của các gốc tự do các bạn nhé. Thì đây là serum chính của cái bộ này. Rồi thì là cái thành phần của nó là gì các bạn? Ngoại trừ 5 thứ trên, nó còn có cái thành phần độc quyền của công ty là Hydra Flex Blend. Thì nó là một cái lá trắng mềm mại siêu nhẹ để bảo vệ da khỏi bị tác động hại của tự môi trường. Và dĩ nhiên nó có glycerin, thì nó là một cái chất thu hút và giữ ẩm cái ẩm cho mình, và liên kết với độ ẩm cho da nha. Và cái này đó, nó là một cái serum, các bạn phải nghĩ nó không phải là một serum bình thường, nó là điều trị nha. Thì điều trị là tác dụng của nó như nói từ nãy giờ đó các bạn ha. Cho nên mình phải thoa trước khi dưỡng ẩm vào buổi sáng và buổi tối. Ok, tác dụng của nó là điều trị rồi. Thì sau khi cái serum xong thì các bạn ban ngày thì các bạn dùng cái SPF, cái này là SPF 35.
thì cái bài nói chuyện này của bên công ty mà họ đánh lộn cái số đó, nhưng mà mình nhìn lên cái chai mình thấy rõ ràng là SPF 35 các bạn nhá. Thành ra mình để vào đây. Rồi. Thì đây là một loại kem mà không có mùi nhá, và nó sẽ bảo vệ chống lại cái ánh sáng xanh và tia hồng ngoại để chống lại cái sự xỉn, đổi màu và xỉn màu của lão hóa sớm của da mình, nó bảo vệ mình tất cả từ những cái đó và chống lại, và không những chống lại mà còn tăng khả năng phục hồi các tác hại của căng thẳng, ô nhiễm và các gốc tự do tạo ra cho da ha. Và ngoài ra nó còn giữ ẩm hiệu quả mà không gây cảm giác nặng nề nhá, và kết quả cuối cùng vẫn là mang lại cái làn da sáng hồng và giúp đều màu da cho mình. Đều màu da có nghĩa là hết nám, hết hết đổi mồi và hết tàn nhang đó các bạn, làm cho da mình rạng rỡ ra là vì vậy. Lẽ dĩ nhiên nó cũng giúp cho da mình mịn màng và không có ngậm nước cho mình ha. Thì cái đây là cái Day Dream Protective Cream. Còn cái thành phần của nó các bạn tuyệt vời chưa? Các bạn thấy rõ ràng là có năm cái thứ căn bản trên, mà ngoài ra nó còn có chiết xuất của ớt chuông đỏ, và nó cái này là cái ớt chuông đỏ này hình như là nhập từ bên Pháp thì phải, thì nó hiện ra đây cho mình thấy. Rồi chiết xuất của bí ngô và dầu Purity các bạn, thì nó là hoạt động như là cái một cái trắng để chống lại cái ánh sáng xanh và hồng ngoại. Còn ngoài ra nó còn có vitamin E là bảo vệ cái sự căng thẳng của môi trường cho mình nhá. Cộng với thêm cái năm chất căn bản trên từ cái Daydream Protective Cream các bạn nhé. Rồi thì cái này buổi tối mình dùng buổi tối thì nó là Moisture Me Instant Hydrating Cream các bạn, thì nó giúp cho mình thích nghi với môi trường nhá, và cung cấp độ ẩm 24 giờ, và lẽ dĩ nhiên cảo nó cũng chống lại và tăng khả năng phục hồi của từ cái tác hại căng thẳng, ô nhiễm của các gốc tự do. Rồi cái kết quả cuối cùng vẫn là cải thiện độ sáng và rạng rỡ của da, để cho một cái làn da của mình được sáng và khỏe nhá. Rồi bên trong đó là cái gì các bạn? Đây là cái chất rất là tuyệt vời nè các bạn, cái tên của cái quả quả trái cây đó là như vậy, Ebodia rutacapa đó các bạn ha, tăng độ rạng rỡ để cải thiện rõ rệt độ sáng của da. Cái đó là cái mình rất là mê ha. Và nó có cái lycerin thì ai làm về da thì cũng biết rồi, công dụng của nó là giữ ẩm và giữ mịn cho da. Thành ra cái chai Moisture Me này rất cần cho các bạn nào mà da khô và các bạn lớn tuổi bắt buộc phải có nhé. Rồi ok, thì cái kế tiếp các bạn thấy là cái bộ cuối cùng đó là dùng cho da nhạy cảm, tại tên của nó là Calm và Gentle. Gentle là nhẹ nhàng, Calm là trầm lại, đầm lại các bạn ha. Rồi thì cái chai đầu tiên của cái bộ này đó là nó rửa rạch, nó cái chai này rửa mà không cần dùng nước trở lại các bạn ha. Và đồng thời trong này cũng có nói là mặc dù ở đây nó cho là da nhạy cảm, nhưng mà trong này cái chai này có thể dùng cho da hỗn hợp được đó các bạn nhé. Rồi thì sau đó mình dùng cái đó trước rồi mình dùng cái này là Day Away. Thì sodium PCA có năm chất trên cộng với lại sodium PCA, nó là một cái chất giữ ẩm tự nhiên làm cho da, và nó tạo cho cảm giác tươi mát ngay lập tức các bạn ha. Và cái chất làm tan có nguồn gốc tự nhiên, đây là một cái hỗn hợp mà của công ty New Skin mà dịch ra tiếng Việt Nam nó là như vậy, và nó là NMN, tức là Natural Moisturizer Factor NMS. Thì cái tên Mỹ tiếng Anh của công ty New Skin là N là Natural, rồi M là Moisturizer and F là Factor. Thành ra dịch ra tiếng Việt nó là như thế, chất làm tan có nguồn gốc tự nhiên mà nó có nhiều, có một vài sản phẩm mình có những cái chất này, có cái hỗn hợp này, hỗn hợp ha. Thì cái hỗn hợp nó làm cho dịu da và đồng thời nó phá vỡ và loại bỏ bụi bẩn và dầu và lớp trang điểm cho mình nhá. Thì ngoài ra nó cũng có glycerin và propionyl, thì công dụng của nó là giữ ẩm và giúp cho hút ẩm cho da và giữ cho da ẩm và mượt. Thì cái chai này nó công dụng của nó là như vậy. Thì rồi các bạn, cái kế tới là mình có cái mask này là mình dùng cũng 2 tháng nay, rất mê nhá. Thì công dụng của nó đó là mang lại làn da mịn màng, tươi sáng, tràn đầy sức sống để mình có một khuôn mặt đẹp ha. Thì giữ ẩm và nó hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên cho da. Và cái thành phần của nó là gì, tại sao mình mê các bạn, đây này. Thì và các bạn thấy năm cái chất đó cộng với thêm 4 chất nữa là bơ hạt mỡ, tức là shea butter đó các bạn. Thì công dụng của nó, mình làm về da mà esthetician mà, shea butter thì dùng rất là nhiều trong cái công nghệ của các bạn mà làm esthetician để mà
giúp cho da khách của da mình sau khi mà cho khách đi ra đại khái vậy ha. Thì luôn luôn mua da dưỡng là luôn luôn tìm shea butter thì nó là đây nha. Thì dưỡng ẩm cho làn da mềm mại và mịn màng hơn ha. Rồi chiết xuất của cây thùa đó, tiếng Anh nó là agave đó, thì nó làm dịu cho da ha. Rồi cái chiết xuất của hollyhock các bạn thấy đó, thì bảo vệ chống oxy hóa để bảo vệ cho da khỏi bị tác hại của chất tự do, và có chất caffeine trong này nữa các bạn, làm cho da tràn đầy sức sống hơn nha. Thì cái mặt nạ này nó là như vậy. Rồi thì bây giờ cái kế tiếp nó cũng là một cái mask, nhưng mà nó không phải là miếng giấy mà nó là cái chai này các bạn. Thì nó dưỡng ẩm và giúp da trông như xương đó, và rạng rỡ. Thì nó giảm khô và giúp khóa cái ẩm cho da để cho mình có một cái làn da khá sáng khỏe và ngậm nước nha. Rồi bên trong nó là gì các bạn, thì là nó cũng cũng có năm chất đó nhá, nhưng mà đồng thời nó còn thêm cái chiết xuất của cây xương rồng và cây thông, để mà cái làn da của mình, công dụng của nó là giúp cho tình trạng mềm mại và rạng rỡ nhá. Thì ngoài ra cái công thức dưỡng ẩm liên kết độ ẩm cho da, và nó liên kết giữ độ ẩm cho da, thành ra nó làm giãn khô và nó làm cho da sáng và khỏe ra nhá. Sử dụng bất cứ khi nào bạn cần thêm một cái chút dưỡng ẩm thì đây là cái mặt nạ mà trong cái lọ đó các bạn nhá. Rồi kế tiếp đó là cái băng đêm, thì mình không, cái này là cái này dùng suốt ngày nè các bạn, nó gọi là DOD. Thì cái này cũng rất là hay, tại vì nó tí nữa mình nói nó đẹp, deo có nghĩa là xương đó các bạn, đẹp như xương, giúp cho da mình nó lúc nào cũng có vẻ bóng bóng, như là có một cái lớp xương mỏng nó phủ trên mặt mình. Nếu mình dùng cái này suốt ngày các bạn, mình dùng thì nó có tác dụng của nó đó là nó cung cấp cái độ ẩm ngay lập tức và giữ ẩm liên tục trong 24 giờ liên tiếp nhá. Và lẽ nhiên giúp, luôn luôn giúp chống lại và tăng khả năng phục hồi nhá, của để chống lại căng thẳng, ô nhiễm, các cấp tự do, và nó hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của da. Sản phẩm của công ty, của cái hãng Nutricentral này, là công dụng của nó là như vậy, và là mình là mềm, làm nhiều nuôi dưỡng da. Và cái DOD nó cũng có cái nghĩa là làm cho da mình lúc nào cũng sáng và đẹp như xương, là như vậy các bạn, bóng nữa nha. Là bên trong nó là chất gì các bạn, rất tuyệt vời luôn nha. Ngoại trừ năm chất trên, nó còn có cái dầu của cái hạt pistachio, và nó làm cái dầu của cái hạt đó, pistachio, nó làm cho mình mềm và mịn da ha. Rồi vitamin E là chống lại cái sự phá hoại của môi trường. Aloe vera ai cũng biết rồi, là lô hội, là giữ ẩm. Thành ra nếu mà cái DOD đó phù hợp với quy trình chăm sóc da buổi sáng và ban đêm, tại vì nó DIU mà nó OD mà ha, thì công thức kem nhẹ nhàng này cung cấp dưỡng ẩm suốt ngày đêm và giúp cho da bạn thích ứng với các tác nhân gây căng thẳng hàng ngày để chống tia UV vào ban ngày. Đó. Và nếu mà mình muốn chống nắng thì mình để lên thêm cái lớp Daydream Protective Cream SPF 35 chồng lên cái lớp này các bạn, nếu mình dùng cái này ban ngày. Ok, thì mình dùng nó dưới cái SPF, cái Daydream Protective SPF 35. Rồi, đây là xong cái bài của mình các bạn.